Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 7. Thì hôm nay thầy trò chúng ta cùng đi tìm hiểu sang cái bài mới, đó chính là bài môi trường truyền âm. Nhưng mà trước khi đi qua cái bài tiếp theo này thì mình hãy cùng đi ôn lại cái bài cũ, đó chính là bài nguồn âm, độ cao và độ to của âm nhé. Đầu tiên mình sẽ đến phần kiểm tra bài cũ. Thì ở đây thầy có một số cái câu hỏi. Thì có câu hỏi thứ nhất được đặt ra cho các em như sau: là nguồn âm là gì? Và em hãy nêu cái ví dụ về nguồn âm. Sau đó các em hãy cho thầy biết đặc điểm chung của các nguồn âm sẽ như thế nào nhé. Thì ở đây mình có nguồn âm, nó sẽ là các vật phát ra âm. Và ví dụ của nguồn âm có thể dễ kể đến nhất, đó chính là một cái con chim đang hót, hay là một người đang gõ trống, hoặc là mình có thể lấy ví dụ là một người đang hát trên sân khấu, thì cũng là một nguồn âm. Cho nên mình có thể có rất là nhiều nguồn âm. Rồi. Và đặc điểm chung của các nguồn âm á, đó chính là các vật mà muốn phát ra được âm thanh thì nó phải đều dao động. Và đây cũng chính là cái đặc điểm chung của nguồn âm. Đó chính là phải dao động. Mình đến phần câu hỏi số 2. Là mối liên hệ giữa độ cao của âm và tần số dao động của nguồn âm sẽ như thế nào đây? Thì chúng ta biết được rằng độ cao của âm nó sẽ phụ thuộc vào tần số dao động của nguồn âm. Thì sự phụ thuộc của nó được thể hiện ở chỗ nếu như mà âm phát ra càng cao, có nghĩa là nó càng bổng đó, thì khi tần số dao động của nguồn âm phải càng lớn. Còn âm muốn phát ra càng thấp hay là âm mà càng trầm á, thì khi tần số dao động của nguồn âm phải càng nhỏ cơ. Thôi. Tiếp theo mình sẽ đi qua câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là về cái mối liên hệ giữa độ to của âm và biên độ dao động của nguồn âm sẽ như thế nào? Thì độ to của âm nó sẽ phụ thuộc vào biên độ dao động của nguồn âm. Và cái sự phụ thuộc này được thể hiện ở chỗ. Đó chính là biên độ dao động của một nguồn âm mà nó càng lớn thì âm nghe được sẽ càng to. Và ngược lại, nếu như biên độ dao động của một nguồn âm mà càng nhỏ thì âm nghe được cũng nhỏ theo. Và đây cũng chính là cái phần kiến thức trọng tâm nhất của cái bài nguồn âm, độ cao và độ to của âm. Và mình cũng lưu ý về độ cao và độ to của âm, đó chính là hai cái đặc trưng của âm đấy nha. Rồi. Và chúng ta có thể dễ dàng biết được rằng mình muốn nghe được một cái âm thanh nào đó thì phải có âm âm đó truyền đến tai của ta. Vậy có phải âm sẽ truyền được trong mọi môi trường hay không? Thì để trả lời được câu hỏi này, mình hãy cùng đi bước sang bài tiếp theo. Bài số 10: môi trường truyền âm. Đầu tiên mình sẽ đi qua phần một la mã môi trường truyền âm. Một nhỏ sự truyền âm trong chất khí. Thì những âm bình thường mà ta nghe được như là tiếng đàn hay là tiếng trống. Vậy thì em có biết những cái âm này truyền đến tai của ta theo môi trường nào hay không? Những cái âm này sẽ truyền đến tai của ta theo môi trường, đó chính là môi trường không khí đấy. Và nếu mà càng gần nguồn âm thì ta sẽ nghe thấy âm càng to. Còn ngược lại, nếu mà càng xa thì tai của chúng ta sẽ nghe càng nhỏ.
Vì vậy, ta sẽ có cái kết luận như sau. Đó chính là âm truyền được trong môi trường chất khí. Và khi âm truyền đi càng ra xa nguồn thì độ to của âm sẽ càng nhỏ đi. Tiếp theo, ta sẽ đi tìm hiểu xem âm có truyền được trong chất rắn hay không nhé. Mình sẽ cùng đi qua phần hai nhỏ sự truyền âm trong chất rắn. Ở đây mình sẽ đi thực hiện cái thí nghiệm như sau. Là mình sẽ có ba bạn. Bạn A đứng ở đầu bàn, bạn C đứng ở cuối bàn. Bạn B thì đứng hướng tai về phía bạn A. Còn bạn C thì đứng áp tai xuống bàn. Và lúc này bạn A bắt đầu gõ cây bút. Đầu tiên bạn A sẽ gõ mạnh rồi gõ thật nhẹ xuống mặt bàn. Em hãy cho biết bạn B và bạn C có nghe được cái tiếng gõ của bạn A thực hiện sau hai lần gõ bàn hay không nhé. Thì sau khi thực hiện thì các em sẽ thấy rằng khi ta gõ mạnh xuống bàn thì cả hai đều nghe thấy tiếng gõ. Còn khi ta gõ nhẹ thì bạn C nghe thấy tiếng gõ, còn bạn B thì không. Rồi, điều này cũng chứng tỏ được rằng âm sẽ truyền được trong môi trường chất rắn. Và khi âm truyền được trong môi trường chất rắn, nó sẽ truyền tốt hơn trong môi trường chất khí. Và đối với trong môi trường chất rắn đó, thì âm của chúng ta còn truyền đi được xa hơn. Rồi. Và đó cũng chính là lý do mà từ xa xưa người ta muốn nghe được cái tiếng vó ngựa thì người ta thường áp tai xuống mặt đất. Hay một trò chơi thú vị cho thấy âm truyền được ở trong chất rắn tốt hơn là trong chất khí, đó chính là điện thoại dây thần. Các em hãy sáng chế riêng cho mình một cái chiếc điện thoại dây thần để truyền thông tin cùng bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta hãy tìm hiểu về cái việc truyền âm ở trong chất lỏng thông qua phần ba nhỏ sự truyền âm ở trong chất lỏng nha. Ở đây mình sẽ đi tiến hành cái thí nghiệm như sau. Đầu tiên thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái nguồn âm. Nguồn âm này có thể sẽ là một cái đồng hồ hay là một chiếc điện thoại, nhưng mà nó phải đang được đổ chuông nha. Rồi, sau đó mình sẽ đi bọc kín cái nguồn âm này bằng cái túi ni lông, hay là mình sẽ cho nó vào một cái hộp nhựa rồi mình sẽ đi đậy kín nắp lại. Rồi mình sẽ thả nó vào trong một cái bình nước như trong hình minh họa của mình có ở đây. Lúc này em hãy dự đoán cho thầy biết, em có thể nghe được tiếng chuông từ cái nguồn âm này phát ra hay không? Thì câu trả lời nó sẽ là có đấy nha. Em vẫn có thể nghe được âm thanh phát ra từ nguồn âm này. Và khi mà em nghe được cái âm thanh phát ra từ nguồn âm này, có nghĩa nguồn âm này nó đã truyền âm đến tai của em. Và âm này của em nó sẽ đi qua những cái môi trường nào để đến được tai của em vậy ta? Mình sẽ cùng đi phân tích xem sao nhé. Đầu tiên chúng ta thấy rằng xung quanh của nguồn âm của chúng ta sẽ có một cái lớp nước, một cái môi trường nước tồn tại xung quanh của nguồn âm. Như vậy thì nguồn âm sẽ phát ra âm thanh
thì âm thanh nó sẽ lội qua cái lớp nước, truyền qua cái lớp nước này của chúng ta trước. Đầu tiên nó sẽ truyền qua lớp nước. Sau đó, sau khi nó qua lớp nước, qua cái môi trường nước này, thì nó còn phải truyền qua một cái môi trường thứ hai, đó chính là môi trường thủy tinh ở thành của bình nước. Và chúng ta luôn có một cái khoảng không khí tồn tại ở giữa tay của chúng ta và bình nước đấy nha. Cho nên lúc này nó đi qua thủy tinh thì nó còn phải tiếp tục đi qua một cái môi trường thứ ba, đó chính là môi trường không khí nữa. Như vậy thì ta thấy rằng khi âm truyền đến tai của ta thì âm nó đã truyền đi qua tổng cộng là tới ba môi trường lực, đó chính là môi trường nước, môi trường thủy tinh và môi trường không khí. Và lúc này mình có thể đưa ra được cái nhận xét cho cái thí nghiệm này của mình như sau, là khi đặt một cái nguồn âm vào trong chất lỏng thì ta vẫn nghe được âm thanh từ nguồn âm phát ra, và âm thanh đến tai của ta nó sẽ đi qua tới tận ba môi trường lận, đó chính là môi trường nước, mình có thể nói chung đó là chính là môi trường chất lỏng, và môi trường thủy tinh đó chính là nói chung là môi trường rắn đấy, và ngoài ra còn có môi trường không khí nữa cơ. Đại diện mình nói chung cho môi trường không khí đó chính là môi trường chất khí. Và từ cái thí nghiệm này mình có thể chứng tỏ lên một điều rằng âm có thể truyền được trong chất lỏng đấy nha. Mình có thể lấy một cái ví dụ cho cái trường hợp âm truyền được ở trong chất lỏng, đó chính là kể từ khi khoa học kỹ thuật phát triển thì con người đã đưa âm thanh vào đại dương ngày càng tăng. Các hoạt động trên những cái phạm vi như là vận chuyển toàn cầu, thăm dò dầu khí hay là các hoạt động xây dựng và các cuộc tập trận đang diễn ra ngày càng quy mô rộng lớn như hiện nay thì nó đã góp phần tạo nên cái tiếng ồn đại dương. Và tùy thuộc vào âm thanh và thời lượng kèm theo đó, còn là về vị trí của âm do con người tạo ra thì nó có thể gây đến cho các loài vật sống ở trong đại dương gặp nguy hiểm, như là gây ra cái sự mất cái thính thính lực tạm thời hoặc mình bị mất đi vĩnh viễn. Ngoài ra thì nó còn gây ra các phản ứng gây căng thẳng cho các con vật và gây ra cho các con vật cảm giác bị lo sợ, dẫn đến các con vật sống ở dưới đại dương sẽ gì có thể di chuyển di cư khỏi cái nơi cư trú ưa thích của chúng, hoặc là chúng có thể chuyển hướng khỏi cái con đường di cư di chuyển của chúng nữa. Lúc này chúng thấy có âm thanh động bị động lớn quá thì chúng sẽ bỏ đi. Như vậy thì qua cái kết luận ở trong phần 1, 2 và 3 nhỏ này, mình có thể rút ra được cái kết luận chung nhất, đó chính là chất rắn, lỏng, khí sẽ là những cái môi trường có thể truyền được âm. Một môi trường đặc biệt mà chúng ta tìm hiểu tiếp theo đó chính là môi trường chân không. Môi trường chân không nó sẽ là một cái môi trường mà ta đã rút gần hết không khí ra ngoài và cái lượng không khí còn lại ở trong môi trường này là không đáng kể. Thì các em hãy quan sát cái thí nghiệm sau. Thí nghiệm về sự truyền âm trong chân không. Dụng cụ gồm có máy hút chân không, bình thủy tinh kín, thiết bị phát âm thanh có đèn tín hiệu được đặt trong bình thủy tinh kín. Cách tiến hành. Bật thiết bị phát âm thanh rồi hút dần không khí trong bình.
Sau khi hút hết không khí, đèn tín hiệu vẫn sáng, nhưng ta không còn nghe thấy tiếng còi. Chúng ta tiếp tục bơm lại không khí vào bình. Rồi, như vậy thì qua cái thí nghiệm ta có thể thấy được rằng ban đầu thì khi mà chúng ta chưa có rút không khí ra khỏi bình thì ta vẫn có thể nghe được tiếng chuông. Nhưng mà khi mình rút gần hết không khí ra khỏi bình thì mình lại không nghe được tiếng chuông nữa. Rồi, mình lại xả không khí vào bình, xả lại không khí vào bình thì mình lại tiếp tục nghe thấy lại được tiếng chuông. Như vậy thì từ đây mình có thể rút ra được cái nhận xét từ cái thí nghiệm này. Đó chính là khi mà mình rút hết không khí ra khỏi bình thủy tinh thì ta sẽ không nghe thấy tiếng chuông nữa. Và từ cái thí nghiệm này mình cũng có thể kết luận được rằng trong ba môi trường rắn lỏng khí thì âm mới truyền qua được. Còn trong môi trường không khí thì âm không truyền qua được đâu nhé. Rồi, lúc này mình sẽ có cái kết luận là âm không thể nào truyền qua được chân không. Vậy, khi âm truyền trong các môi trường rắn lỏng khí thì tốc độ có giống nhau hay không? Mình sẽ cùng đi tiếp tục qua phần năm nhỏ nhé. Năm nhỏ, tốc độ truyền âm. Thì đây là cái bản minh họa về cái vận tốc truyền âm của một số chất ở 20 độ C. Thì em có thể thấy rằng không khí của chúng ta sẽ truyền âm với một cái vận tốc là 340 m trên giây. Trong nước nó sẽ là 1.500 m trên giây và trong thép nó sẽ là 6.100 m trên giây. Như vậy thì qua cái bản minh họa này chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng vận tốc truyền âm ở trong không khí sẽ nhỏ hơn trong nước, còn vận tốc truyền âm ở trong nước nó lại nhỏ hơn ở trong thép. Và trong không khí người ta đưa ra đây, đây là một cái môi trường đại diện cho cái môi trường chất khí, còn nước nó sẽ là môi trường đại diện cho chất lỏng, còn thép nó sẽ là môi trường đại diện cho chất rắn. Vậy thì từ đây mình cũng có thể đưa ra cái kết luận cụ thể cho ba môi trường rắn lỏng khí về vận tốc truyền âm như sau. Là vận tốc truyền âm ở trong chất rắn nó sẽ lớn hơn trong chất lỏng và trong chất lỏng sẽ lớn hơn trong chất khí đó nha. Vậy thì từ đây mình cũng có thể thấy được rằng khi âm truyền trong các môi trường thì vận tốc của nó sẽ khác nhau. Rồi, thì sau đây mình sẽ cùng đi ghi nhận cái phần những cái phần kiến thức quan trọng ở trong cái bài số 10 này của chúng ta vào trong tập nhé. Ở những cái nơi nào, chỗ nào mà nó có cái phần mà cái viết ghi bài như ở trong hình mà ở trên cái đèn đây nè, thì em sẽ ghi nhận nó lại. Rồi, lúc này em sẽ đi ghi nhận bài số 10, môi trường truyền âm. Một là mã môi trường truyền âm. Trong phần một nhỏ sự truyền âm trong chất khí, mình sẽ đi ghi nhận là âm truyền được trong môi trường chất khí. Và khi âm truyền đi càng ra xa nguồn thì độ to của âm nó sẽ càng nhỏ đi. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi ghi nhận vào phần hai nhỏ nữa cơ. Là sự truyền âm ở trong chất rắn. Ở đây mình cũng có hai ý là âm truyền được ở trong môi trường chất rắn. Đó là ý thứ nhất. Và ý thứ hai là âm truyền ở trong chất rắn nó sẽ truyền tốt hơn ở trong chất khí. Và khi âm truyền ở trong chất rắn thì âm nó sẽ truyền đi xa hơn cơ.
Rồi. Mình cũng ghi nhận tiếp vào trong phần 3 nhỏ là sự truyền âm ở trong chất lỏng. Ý thứ nhất và cũng là ý cuối cùng ở trong cái phần 3 nhỏ này đó chính là âm truyền được ở trong môi trường chất lỏng. Và từ ý thứ nhất, ý thứ hai, ý thứ ba nhỏ thì mình sẽ rút ra được đó chính là chất rắn lỏng khí nó sẽ là những cái môi trường có thể truyền được âm. Rồi. Ngoài ra mình còn ghi nhận vào trong phần 4 nhỏ nữa cơ. Rồi. Là chân không và sự truyền âm. Thì ở trong phần 4 nhỏ này mình chỉ cần ghi một ý thôi. Đó chính là âm không thể truyền qua chân không. Rồi. Tiếp theo, mình sẽ ghi nhận vào phần 5 nhỏ là về tốc độ truyền âm. Ở đây thì mình sẽ đi ghi nhận hai ý quan trọng vào. Đó chính là vận tốc truyền âm ở trong không khí thì nó sẽ nhỏ hơn trong nước và vận tốc truyền âm ở trong nước thì nó sẽ nhỏ hơn ở trong thép. Và vận tốc truyền âm ở trong chất rắn thì nó sẽ lớn hơn trong chất lỏng và trong chất lỏng nó sẽ lớn hơn ở trong chất khí. Rồi. Và lúc này nội dung kiến thức bài học chúng ta ghi nhận vào trong tập là chỉ phần một la mã và năm ý này thôi nhé. Nếu như ai chép chưa kịp thì mình có thể tua lại, tức là mình có thể kéo cái thanh tiến trình của mình lại và mình sẽ bấm cái nút pause hoặc là mình bấm đúp vào màn hình, mình có thể dừng cái clip này lại để mình có thể ghi bài, ghi xong rồi mình sẽ cho cái clip này đi tiếp. Rồi, nhớ đây nhé. Rồi. Tiếp theo mình sẽ cùng đi qua phần hai la mã. Hai la mã vận dụng. Ở đây mình có câu hỏi C7 trong sách giáo khoa chúng ta là âm thanh xung quanh truyền đến tai của ta nhờ cái môi trường nào vậy? Thì xung quanh chúng ta tồn tại là môi trường không khí. Cho nên lúc này mình có câu trả lời là âm thanh xung quanh truyền đến tai của ta sẽ nhờ vào môi trường không khí. Tiếp theo mình sẽ đi qua câu hỏi C8. Em hãy nêu thí dụ chứng tỏ âm có thể truyền được ở trong môi trường chất lỏng. Thì ở đây mình có thể lấy ví dụ như sau. Là khi mà mình đi đánh cá, người ta thường chèo thuyền đi xung quanh lưới và gõ vào mạn thuyền. Lúc này âm thanh phát ra từ mạn thuyền sẽ truyền vào trong nước. Lúc này con cá nó nghe thấy âm thanh này nó sợ quá, nó bỏ chạy. Và lúc này nó sẽ bị gì? Dồn vào lưới. Được. Và đây cũng chính là một cái thí dụ về cái việc truyền âm ở trong chất lỏng. Tiếp theo mình sẽ đi qua câu hỏi C9 là tại sao ngày xưa để nghe được cái tiếng vó ngựa từ xa thì người ta thường áp tai xuống đất để mình nghe. Thường thì ở trong những cái phim mà Hồng Kông, những cái phim mà chiến tranh á, đánh nhau á, thì người ta thường hay sử dụng cái hành động là người ta áp tai xuống mặt đất người ta nghe. Vậy thì vì sao vậy ta? Thì ở đây mình có câu trả lời như sau. Là vì mặt đất truyền âm nhanh hơn không khí, cho nên ta nghe được cái tiếng vó ngựa từ xa khi mà ta áp tai xuống mặt đất. Và ở đây mình cũng có thể hiểu ra mặt đất nó sẽ là môi trường truyền âm ứng với lại môi trường chất rắn đấy nha. Tiếp theo mình sẽ đi qua câu hỏi C10 là khi ở ngoài khoảng không
hay là trong cái môi trường chân không. Thì các nhà du hành vũ trụ có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất hay là không? Nếu không thì em hãy trả lời tại sao. Nếu có cũng tại sao luôn nhé. Rồi, thì đây. Đây là hình ảnh của các nhà du hành vũ trụ khi mà họ khám phá những cái hành tinh ngoài trái đất. Rồi. Thì khi mà mình ra khỏi vũ trụ thì lúc này mình sẽ không còn một cái lớp không khí, tức là ra mình ra vũ trụ rồi thì lúc này xung quanh chúng ta chỉ toàn là môi trường chân không mà thôi. Mình không còn có một cái lớp không khí khi mà mình ở trên trái đất nữa. Và chúng ta biết được rằng chân không nó sẽ là một cái môi trường không thể nào truyền được âm. Cho nên những cái nhà du hành vũ trụ không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường được đâu. Và ở đây mình sẽ có câu trả lời như sau. Các nhà du hành vũ trụ không thể nói chuyện bình thường được vì giữa họ bị ngăn cách với nhau bằng một cái khoảng chân không. Được chưa? Ở bên ngoài cái lớp mũ hoặc là những cái áo bảo hộ mà môi trường chân không lại không truyền được âm. Cho nên những nhà du hành vũ trụ và những cái nhà du hành vũ trụ muốn có thể giao tiếp được với nhau thì họ phải gì? Áp sát hai cái mũ lại sao cho cái khoảng chân không giữa hai người là xấp xỉ bằng không. Thì lúc này ta thấy rằng cái mũ của em nó sẽ là một cái môi trường chất rắn, thì lúc đó chất rắn mới có thể truyền qua được với nhau. Rồi. Đó cũng chính là cái cách truyền âm duy nhất của các nhà du hành vũ trụ khi ở ngoài vũ trụ. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi đến phần Ba La Mã. Mình sẽ đến phần củng cố Ba La Mã. Ở đây mình sẽ đi vẽ cái sơ đồ này vào trong tập của em. Rồi. Vẽ vào trong tập của em cái sơ đồ tu di này để mình có thể dễ ghi nhớ bài học của mình nhé. Rồi ở đây mình có môi trường truyền âm. Thì ở trong môi trường truyền âm này mình sẽ đi tìm hiểu về các loại môi trường truyền âm và vận tốc truyền âm trong các loại môi trường đó. Thì mình có ba môi trường truyền âm. Đó chính là âm sẽ truyền được ở trong chất khí nè, âm truyền được ở trong chất rắn và âm truyền được ở trong chất lỏng. Và còn nếu như âm truyền trong chân không thì âm sẽ không truyền được đâu nhé. Rồi. Và khi mà âm truyền được ở trong ba môi trường rắn, lỏng, khí thì vận tốc truyền âm của chúng ta khi mà nó truyền được ở trong chất khí đó thì đại diện ở chất khí thì đó chính là không khí ứng với vận tốc 340 mét trên giây. Và vận tốc truyền trong chất khí nó sẽ có vận tốc thấp nhất trong ba môi trường rắn, lỏng, khí đó nha. Rồi. Còn trong chất lỏng thì sẽ có vận tốc truyền âm lớn hơn chất khí nhưng nó lại nhỏ hơn chất rắn. Và cái môi trường mà đặc trưng cho chất lỏng đó chính là nước, sẽ có vận tốc truyền âm là 1.500 mét trên giây. Còn môi trường thứ ba, môi trường này sẽ có vận tốc truyền âm là lớn nhất, đó chính là môi trường chất rắn. Rồi, đặc trưng của môi trường chất rắn đó chính là môi trường thép mình có trong sách giáo khoa được nêu ra với vận tốc là 6.100 mét trên giây đó nha. Và chất rắn nó sẽ là một cái môi trường truyền âm với ứng với vận tốc là nhanh nhất. Rồi. Và mình ấy phải đi vẽ cái sơ đồ tư duy này vào trong tập của em để mình có thể ghi nhớ bài học chúng ta được kỹ hơn nhé. Và
Qua sơ đồ này mình cũng học kiến thức bài này được dễ dàng và nhớ dai hơn. Được đấy. Mình sẽ đến phần dặn dò về nhà. Thì sau khi đoạn clip này kết thúc, em cũng sẽ đọc ngay cho thầy cái phần có thể em chưa biết ở phía dưới của bài học nha. Sau đó em hãy làm ngay cho thầy cái bài tập trên đường link điểm danh. Và sau sau khi làm xong rồi, em sẽ học thuộc cái bài học của mình ngày hôm nay. Thì qua cái sơ đồ tư duy thì mình học nhanh thôi, chỉ có một vài chỗ thôi, chút xíu thôi. Rồi, mình có thể đúc kết được bài học rất là nhanh. Đúng không nào? Rồi, em có thể học ngay luôn cho thầy đi. Rồi. Sau đó sau khi học xong rồi thì em có thể đọc trước cho thầy cái bài 10 14 ở trong sách của em là về phản xạ âm và tiếng vang. Rồi. Như vậy thì bài học chúng ta là kết thúc tại đây. Thầy xin chào tạm biệt các em. Và thầy chúc các em một cái buổi cuối tuần vui vẻ và tràn đầy niềm vui nhé. Thầy xin chào tất cả các em.